Chúa lo liệu hết. Trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi những điều khác Ngài sẽ ban thêm cho các con. Suy niệm: thái độ tin tưởng, phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa là tinh thần nổi bật nơi cha Giuse. Cha không cậy dựa vào sự giàu có, quyền thế của dòng tộc. Cha xác tín trong giao ước tình yêu mà Thiên Chúa ký kết với con người. Ngài sẵn sàng ban cho con người tất cả. Ngay chính thân xác Ngài cũng nên của ăn của uống cho con người. Vì vậy, khi cha Giuse được phép quy tụ các mầm non ơn gọi, cha vội vã xúc tiến liền, dù trong tay chẳng có gì cả. Câu nói trên môi của cha mà chị em Mai cũng biết: Chúa lo liệu hết. Cha khởi công xây dựng trong sự nghèo nàn, thiếu thốn phương tiện, tiền bạc. Cha không bao giờ than van, lo lắng: ngày mai lấy tiền đâu mà ăn, lấy tiền đâu trả thợ. Thậm chí có khi trong nhà không còn đồng nào, ông Từ, người giúp việc của cha, nói với cha: thôi thì tạm cho thợ nghỉ làm. Nhưng vẫn đủ cười hiền và câu nói đó: mọi sự Chúa lo liệu, cứ để họ làm. Đến khi cần mua vật liệu, thợ xin tiền, cha bảo đợi cha ít phút. Thế rồi cha đi cầu nguyện. Không biết cha đã nói gì với Chúa mà ít phút sau có người mang tiền đến cho cha thật. Mời bạn: nỗ lực tìm kiếm nước Thiên Chúa làm cho danh Chúa cả sáng, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban thêm cho. Quyết tâm sống: làm việc gì không tìm hư danh, nhưng tất cả cho danh cha cả sáng. Cầu nguyện: lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa vì chính nhờ Chúa mà con được hiện hữu, được trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Xin cho con xác tín điều gì quan trọng cần phải tìm kiếm trước tiên và trên hết, để không ngừng nỗ lực từng giây đạt cho được. Xin cho con theo gương cha Giuse trao phó hoàn toàn mọi sự đời con trong bàn tay Chúa, để Chúa lo liệu hết. Amen. Sống đời cầu nguyện, hy sinh cho việc truyền giáo, làm chứng nhân tin mừng bằng đời sống nghèo khó. Với tinh thần đơn sơ và phó thác, đem Chúa đến với mọi người, lương dân nhận biết Chúa là Cha. Mừng trăm năm hồi dòng con Đức Mẹ đi viếng, chúng con xin tạ ơn Ngài. Mừng ngàn hồng ân tình Ngài đổ xuống trên hồi dòng. Chúng con như Isabel được Mẹ đi viếng, như Gioan được Chúa đến thăm. Hồi dòng chúng con được Chúa yêu thương, tươi gọi nguồn ngàn hồng ân.